Vâng, tranh thủ buổi trưa đội ngũ anh em Zika Audio lên đường về với ông gì đây, ông Toàn Bà Tuyết. Vâng, ông Toàn Toàn Bà Tuyết. Tuyết ở dưới thành phố Chí Linh, Hải Dương. Ông bà lấy một bộ combo cũng rất là chuyên nghiệp và đầy đủ rất tất cả thiết bị. Đầu tiên đó là một đôi loa Qygot VK921 ở bên em đang để ngoài xe kia. Đôi loa Qygot VK921 và một con sub leader 12, sub leader 12 và một con đẩy liên bang DSC X7 và một bộ mic xua để đi kèm với bộ combo của ông Tầm Bà Tuyết dưới Chí Linh, Hải Dương. Ở bên em cũng cho ra xe để xuống lắp đặt cho ông bà ở dưới cho yên tâm. Thì ông bà cũng có tuổi rồi, không lắp đặt được thì bên em có dịch vụ lắp đặt tại nhà để cho các bác và anh em cũng như ông Tầm Bà Tuyết ở dưới Hải Dương được yên tâm hơn khi mà sử dụng những thiết bộ bộ âm thanh gia đình của Benzica Audio đang phối ghép. Đó, một đôi loa Qygot VK921 đấy ạ. Trong dịp cuối năm này thì một đôi loa Qygot VK921 thì với cấu hình như thế này bên em bán rất là chạy và với giá tiền nó cực kỳ là bình dân và các bác được sở hữu hàng chính hãng. Đó thì đó là cái ưu việt so với các mặt hàng khác trên thị trường âm thanh. Đó thì Zika Audio luôn luôn lựa chọn những sản phẩm tốt, giá rẻ, chính hãng. Và bác nào mà có nhu cầu ở dưới Hải Dương, Chí Linh, Hải Dương thì có thể điện thoại cho bên em theo hai số hotline trên video và địa chỉ của Zika Audio ở 133 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội. Chúng ta cũng có thể đến cũng như trải nghiệm thực tế một cấu hình cũng như của ông Toàn đấy ạ. Đó, thì ông Toàn chờ khoảng tầm 2 tiếng là bên cháu sẽ đến nơi cho ông Toàn nhé. Đó, con đẩy liền vang đến CX7. Đây, chú ông Toàn ông nâng cấp lên bộ mic rất là cao cấp của Sua. Một sub nữa anh. Ok, còn một sub leader nữa thì ông Toàn sẽ rất là yên tâm sử dụng tại nhà. Và hiện nay thì dù cái dịch vụ mà cuối năm nhu cầu âm thanh tăng cao và bên em có dịch vụ lắp đặt tại nhà, các bác và anh em cứ gọi điện cho bên em nhé. Bên em sẽ đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm lắp đặt đó, và các bác chờ khoảng tầm 2 tiếng bên em sẽ có cái video review cận cảnh lắp đặt tại nhà ông Toàn ở dưới Hải Dương. Ok, vừa rồi. Vâng, phía trong phòng kỹ thuật trong nhà thì bên em cũng đang setup mấy bộ combo. Đây là combo loa Qygot G4000 với anh Bách ở dưới Quảng Ninh này. Bên em đang đóng rất là cẩn thận, bọc bằng sheet chống xước và có hộp bên ngoài. Và cũng đang có một bộ combo Qygot VK921 với anh Quân ở bên Mê Linh, Vĩnh Phúc này. Ngày hôm nay bên em đi khá là nhiều G4000 và VK921. Đây là một trong những bộ combo karaoke giá rẻ cuối năm bán rất là chạy, và đặc biệt là với cái giá thành cực kỳ là hợp lý. Các bác và anh em đa số là chọn những combo cực kỳ đẹp như thế này bên Zika Audio đó. Tất cả những cái đơn hàng gửi đi là bên em đều có shop chống sốc và test rất là cẩn thận, bao bì rất là chắc chắn để hàng còn đảm bảo đó. Đây là G4000 về anh Bách đây. Ngày hôm nay bên em đi khá là nhiều và xe đang chờ bên ngoài để chuẩn bị đi lên chỗ anh Quân Mê Linh, Vĩnh Phúc lắp đặt bộ Qygot VK921. Thì cuối năm bên em có dịch vụ lắp đặt tại nhà các bác nhé. Bác nào mà có nhu cầu tầm 150 km đổ về là bên em có dịch vụ hỗ trợ lắp đặt tại nhà, và với điều kiện là bên em miễn phí 50 km đầu. Còn bác nào mà dư km trên 50 km là có thể hỗ trợ tính phí cho bên em nhé. Tính như taxi thì khá là rẻ đấy, có kỹ thuật về tận nhà, tận nơi lắp đặt rất là yên tâm sử dụng. Hiện nay rất là nhiều các bác chơi loa nhưng chưa biết căn chỉnh, chưa biết kết nối, chỉ có là thao tác chỉ nghe thôi, thì bên em sẽ về lắp đặt tại nhà để các bác và anh em bên em hướng dẫn cụ thể từng sản phẩm và các bước thao tác làm sao cho nó hoàn chỉnh. Đó, G4000 đấy, tất cả những sản phẩm là bên em đều test rất là kỹ và đóng hàng bọc lót rất là chắc chắn. Đó, bác nào mà có nhu cầu thì hãy liên hệ ngay cho bên em để được hỗ trợ tư vấn về những bộ combo karaoke gia đình giá rẻ nhé.